Bánh tét chuẩn nhân thạch trân châu, công thức chuẩn siêu thơm ngon luôn nè bà con ơi. Hello, tôi là Ri đây. Hôm nay chia sẻ cho mọi người công thức bánh tét trứng nè, biến tấu thêm hương vị thạch trân châu làm nhân, đảm bảo không ghiền không lấy tiền. Mà thật ra xưa giờ có lấy tiền đâu. Ok, bật lò nướng lên chứ chần chờ gì nữa. Đầu tiên bơ nhạt mọi người để mềm, sau đó mình đánh bông lên, tiếp tục lần lượt thêm đường, trứng vào đánh chung. Mình đánh cho tới khi nào bơ chuyển sang màu vàng nhạt là ok nha. Rây vào bột mì, trộn đều cho tới khi nào tạo thành khối dẻo mịn như thế này là ok nè. Trộn bằng tay sẽ dễ hơn nhé. Bọc màng bông thực phẩm lại rồi bỏ vào tủ lạnh tầm 1 tiếng nha. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị lớp kem trứng bên trong. Mọi người trộn chung các nguyên liệu gồm whipping cream, sữa đặc, sữa tươi, đường và trứng. Mình khuấy đều rồi lọc lại qua rây cho mịn nha. Giờ mình sẽ đi tạo hình nhé. Phần vỏ bánh mình ép chặt vào khuôn, thêm trân châu xuống dưới đáy rồi đổ hỗn hợp kem trứng vào. Đem nướng ở 160 độ trong vòng 60 phút. Mọi người lưu ý là mình sẽ điều chỉnh thời gian nướng tùy thuộc vào cái khuôn mọi người sử dụng nha. Nếu mà khuôn giống ri thì mọi người nướng thời gian giống như ri, còn nếu mà khuôn mỏng hơn thì mình nướng thời gian giảm lại nhé. Bánh lúc này là gần chín rồi này mọi người, nở phồng lên nhìn đã ghê chưa. Ta-da! Thành phẩm ra lò, mình sẽ trang trí thêm một ít trân châu lên trên bề mặt nữa nhé. À, lúc mà bánh ra lò nếu mà mọi người thấy vỏ bánh chưa mềm thì mình nướng thêm tầm 5-10 phút nữa nha. Của ri thì đạt rồi nè, cho nên là tôi xơi đây. Chúc mọi người có một buổi chiều cuối tuần thật là an nhiên. Hello, tôi là ri và ri đã được chữa lành rất là nhiều nhờ làm bánh. Chúc cho mọi người ở đây ai ai cũng sẽ có được niềm hạnh phúc tự thân và có những khoảnh khắc thật là vui vẻ khi làm bánh nhé. Bye bye.